Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của cái phần mà housekeeping, tức là những cái bệnh gì mà khi mà các bạn trở thành một người dọn phòng khách sạn lâu dài thì các bạn có thể là các bạn có hai cái đó là chắc chắn các bạn sẽ bị và thứ hai là có thể các bạn sẽ bị. Nhưng mà cái đó thì mình không có biết được ha. Ok, và mình chỉ chia sẻ một phần thiếu sót nữa, y một phần nhỏ nữa, nhưng mà tại cái video nó dài quá xong rồi nó tự tắt luôn, bây giờ mình phải làm lại cái video khác. Nhưng mà cái này chắc là mình không biết là có đăng cái này không nữa, thì có gì các bạn xem cái video mình chia sẻ ở trên cái link này nha. Đó là cái phần cuối cùng, đó là khi mà các bạn trở thành một người dọn phòng ở khách sạn thì những cái công việc ở khách sạn rất là nhiều các bạn, y như là cái phòng á, người ta sẽ sắp xếp cho bạn dọn rất là nhiều, bạn sẽ tranh thủ cố gắng dọn nhanh nhanh để mình đi về, đúng không? Tới giờ đi về cho con nấu cơm nấu nước cho con cái gì đó, chồng con gì đó đó, thì đối với những người bận rộn. Còn những người mà không có bận rộn gì, người ta có thể ở làm là từ từ, người ta làm để người ta tăng ca cũng được, người ta về trễ chút xíu cũng được. Còn những cái người mà người ta tranh thủ người ta làm tới giờ người ta về, thì cái vấn đề là người ta sẽ nhịn đói luôn các bạn, ý là ráng làm cho xong, sau đó thì mới ăn. Thì hoặc là ăn xong rồi đâu có người nghỉ lâu đâu, sợ là không kịp, ăn xong rồi đi làm liền luôn đó. Thì nó bị gì các bạn? Nó bị đau bao tử các bạn, đau bao tử. Và mình thấy là ở trong đó người ta cũng nhiều người cũng bị lắm các bạn, hãy nghe nói là bị gì đi khám bệnh, đi đau bao tử đi khám bệnh đó, đó là lý do đó. Tức là các bạn làm, các bạn ăn uống không có đúng giờ, cứ hết giờ là ăn, giờ nào xong giờ nào ăn giờ đó, ăn riết thì cái bao tử của mình á nó hoạt động không theo một cái thói quen nhất định nào đó hết các bạn, thì nó sẽ y như là tự nhiên giờ đang nói bụng cồn cào vẫn cồn cào riết luôn, trễ mới được ăn đó. Xong rồi hoặc là các bạn ăn xong rồi không được nghỉ ngơi, ăn xong rồi bắt đầu ăn xong mà bao tử nó đang làm việc, rồi các bạn phải nghỉ ngơi để cho nó làm việc từ từ, nhưng mà không, các bạn đi làm tiếp thì các bạn vận động tay chân tiếp, thì cái bao tử của bạn nó càng vận động nữa thì nó sẽ trở nên rất là y như là một cái người mà người ta làm rất là nhiều thì nó sẽ bị suy nhược, nó sẽ bị yếu dần hay đó đó. Thì đây là mình chỉ suy nghĩ và mình nói ra như thế thôi, chứ mình không có căn cứ khoa học gì ở đây hết nha các bạn, tại mình không phải là một người đang nghiên cứu khoa học. Đây là những cái gì mình đang thấy và mình có thể suy nghĩ, mình có thể là thấy nó như vậy thì nói như vậy thôi ha. Ok, đây là một phần cuối các bạn, còn những cái phần mà nguyên cái phần đầu tiên là mình sẽ để cái link ở trên này nè, trên cái bài đăng này, các bạn vui lòng mình nhấp cho cái link đó để các bạn xem đầy đủ hơn nha. Tại vì cái video đó nó dài quá, đang nói ngon lành tự nhiên cái tắt luôn, phải làm thêm cái video này nữa ha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Okay, see you later, good night.